Dạ thưa cô, là cái tủ con giao cho cô với nhân viên phục vụ, nhân viên cho mẹ cô thấy cảm thấy như thế nào không? À, cô cảm thấy là nhân viên phục vụ rất tốt, như là cái sản phẩm này cô cũng ưng ý vừa ý. Dạ cảm ơn cô. Ok. Công ty đồ gỗ Sơn Đông xin chân thành cảm ơn gia đình của cô Phương đã tin tưởng và ủng hộ Sơn Đông.